lén mua vé số. Ai ngờ trúng độc đắc. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, có cuộc đời nỗ lực làm giàu, trời thương ban lộc. Thưa quý anh chị tuổi Kỷ Dậu thân mến, bảo anh chị nghèo một cách bình tĩnh không phải bảo anh chị đừng có chí tiến thủ, mà đơn giản là nếu đích đến của anh chị là 1 tỷ thì đâu cần vì 100 nghìn mà muộn phiền sầu bi. Nếu đích đến của anh chị là 10 tỷ, 500 triệu tuy lớn nhưng đừng vì thế mà tù túng bản tâm, làm nản đi suy nghĩ của chính mình. Chỉ cần anh chị không quên cái đích đến mà anh chị hướng tới, thì mọi sự khó trên đường đi chỉ như những khung cảnh thú vị khác nhau lướt qua cuộc đời. Nên cứ từ từ mà làm, mà đợi. Cả cuộc đời này Kỷ Dậu đã vất vả đủ đường. Tương lai Kỷ Dậu thế nào sẽ dần dần được tiết lộ ở video số này. Quá khứ của anh chị, mệnh phát tài không thể can thiệp. Tuy nhiên, tương lai thì có thể. Giàu sang phú quý đều nằm trong lòng bàn tay của anh chị. Thưa Kỷ Dậu thân mến, đôi lúc trong đời, lý tính nên mạnh hơn cảm tính thì mới có thể đưa bản thân mình vào khôn khổ, kỷ cương. Không ai sinh ra đã là người tài giỏi, chỉ có người học ở đời nhiều, trải sự tình lắm thì dần thành người tài giỏi mà thôi. Kỷ Dậu đã đủ nội lực để có thể một mình đảm đương một phía. Đứng một mình không có nghĩa là không có ai ở bên cạnh. Đứng một mình đơn giản là vì ta có thể làm được tất cả tự thân. Này anh chị Kỷ Dậu ơi, với Kỷ Dậu, thoát khỏi cái tháng 8 âm lịch, tức thoát khỏi cái tháng xấu nhất, cái tháng phiền phức nhất, cái tháng cầu cắn nhất, để bắt đầu về lại quỹ đạo hân hoan cho cuộc đời của mình. Những họa hại đâu đâu trên trời rơi xuống trong tháng vừa rồi cũng sẽ tự nó giải quyết, tự nó ra đi mà không khiến Kỷ Dậu thêm phiền hà. Với bản mệnh, điểm chuyển vận hơi muộn một tí, hơi trễ một tẹo. Đầu năm 2024 đến giờ vẫn thấy đen như năm ngoái, hoặc còn mệt hơn năm ngoái. Thì nay những tia sáng ban mai đã bắt đầu chiếu rọi cho Kỷ Dậu trong tháng tới. Nên muộn còn hơn không, cuối cùng cũng có thuận lợi may mắn còn hơn cứ mãi bươn chải tự thân. Không cần nói gì nhiều, vì đường bản mệnh đi họ đã tự quyết xong xuôi, vậy thì cứ đi thôi. Thời gian qua, cuối cùng thì mệnh phát tài cũng đã luận giải ra tháng phát tài cho bản mệnh. Anh chị hãy tận dụng thời cơ này nhé. Thời gian tới là thời điểm đường công danh, sự nghiệp của tuổi Dậu thêm phần rộng mở, thu nhập sẽ tăng vọt. Trong giai đoạn này, đường công danh sự nghiệp của bản mệnh tiến triển hết sức thuận lợi. Làm đâu chắc đấy, có đầu có đuôi, gặt hái được không ít thành tựu đáng kể. Tam hợp quý nhân giúp sức, tuổi Dậu có thêm tự tin và hậu thuẫn để theo đuổi mục tiêu mình đặt ra. Tháng này cũng rất hợp cho việc ký kết hợp đồng vì rất có lợi cho bản mệnh. Lúc này mưu cầu đại sự sẽ thành công. Những người làm việc văn phòng sẽ có nhiều tài lẻ về nghệ thuật hay văn học. Anh chị sẽ phát huy rất tốt ở các cuộc họp và các chương trình hoạt động của công ty. Khiếu hài hước thiên bẩm khiến bản mệnh vụt trở thành một ngôi sao sáng. Đây cũng chính là thời điểm lý tưởng để đương số mở rộng hoặc tìm hướng phát triển bền vững dài lâu. Nhìn chung, mọi sự thuận lợi, công việc hanh thông khi con giáp này có ưu thế hơn hẳn mọi người. Song lợi thế mà anh chị đang có lại vô tình trở thành cái gai trong mắt của kẻ tiểu nhân. Nhất là khi nguyệt lệnh lâm đất suy trong tháng này, trong cát có hung, sẽ có kẻ ghen tị với tài năng và uy tín của anh chị, tìm cách hãm hại hoặc ngăn cản con đường thăng tiến. Đôi lúc mệnh chủ cảm thấy tinh thần sa sút, chán trường, muốn bỏ giờ giữa chừng hoặc trục trặc liên miên. Song miễn là bản mệnh giữ được sự quyết đoán và nỗ lực theo đuổi tới cùng. Đừng bỏ cuộc giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt, thì vận quý nhân của con sắp này đang vượng, đủ sức để đối phó với tiểu nhân, không cần phải quá lo lắng. Theo nhà tử vi học quốc gia tiết lộ, cùng với công việc thuận lợi, tài vận của tuổi Dậu cũng càng ngày càng khởi sắc, thậm chí có thể đè bẹp tất cả những con giáp khác. Tài tinh trực chiếu,
chính tài không ổn định mà còn có xu hướng gia tăng. Điều này đồng nghĩa với cơ hội tăng lương đang kề cận, hãy chủ động nắm bắt. Thứ tài mặc dù chưa ổn định nhưng cũng có chiều hướng gia tăng. Đó là tín hiệu đáng mừng cho những dự án kinh doanh, đầu tư của tuổi Dậu. Có điều không nên đầu tư ở hạng mục mang tính chất rủi ro cao và có quy mô vượt sức của mình, kẻo lạc quá sinh bi. Tiền đến tay rồi lại mất ngay tức khắc. Tình hình kinh doanh buôn bán cực kỳ khả quan. Bản mệnh mua may bán đắt, quy mô lớn hay nhỏ đều đạt mức doanh thu mong muốn. Cùng với sự thăng tiến trong sự nghiệp, thăng hoa, tài chính, những người tuổi Dậu còn may mắn hơn rất nhiều khi được đánh giá là tình duyên thuận lợi, gia đình ngày càng hạnh phúc ấm êm. Bước sang tháng có Hồng Loan chủ đào hoa tinh chiếu mệnh, lại có thêm quả tấu khắc chế đào hoa, báo hiệu chuyện tình cảm của những người độc thân có sự biến động mạnh, nhất là nữ giới. Nữ mạng tuổi Dậu mở rộng mối quan hệ xã giao, có nhiều cuộc gặp gỡ chất lượng, có thể nảy sinh tình cảm tốt đẹp trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, bên cạnh đó lại có quả tú hung tinh đại diện cho những áp lực cuộc sống hay cảm xúc xáo trộn bên trong ngăn cấm. Tuổi Dậu vẫn có xu hướng khép mình, tập trung nhiều cho sự nghiệp hay gia đình hơn là chuyện tình cảm cá nhân. Vì thế mà tự nảy sinh mâu thuẫn, có thể lỡ sở hạnh phúc trong tầm tay. Với các cặp đôi đang yêu, nếu có sự định kết hôn thì tranh thủ tiến hành sớm, tránh để quá lâu, tình cảm trục trặc lại không đi tới đích. Thời điểm này các cặp vợ chồng chung sống với nhau một thời gian, cần phải chú ý quan tâm tới nửa kia hơn, học cách cân bằng cảm xúc của chính mình, chia sẻ gánh nặng kinh tế trong gia đình với vợ chồng, cùng nhau chăm sóc con cái. Có như vậy mới ít phát sinh mâu thuẫn, tránh tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xen ngang phá hoại hạnh phúc. Sức khỏe tuổi Dậu bình ổn, thể trạng tốt, tuy nhiên nếu không chú ý điều này, bản mệnh sẽ ra đi một cách đáng tiếc. Trong giai đoạn này, bạch hổ hung tinh rình rập, chú ý đi lại kẻo bị va chạm xe cộ, té ngã bất ngờ. Nhẹ thì qua loa, nghiêm trọng có thể phải động chạm sao kéo. Nằm có thiên khốc chiếu mệnh, đề phòng có tang chế, chuyện buồn thương ở trong nhà. Còn nữa, thực thần chiếu mạng, đường số liên tục được ăn của ngon vật lạ, được mời tiệc tùng. Vì ăn uống quá mức, thức khuya nhiều mà tạo áp lực cho cơ thể. Nguyệt lệnh ở cung bệnh chỉ sự đau yếu bệnh tật, cho thấy bản mệnh đang cảm thấy buồn sầu vì bệnh tật. Còn giáp này cần suy nghĩ lạc quan thì mới tìm ra được cách giải thoát khỏi tình trạng hiện tại. Có thể vì quá chăm chỉ làm việc mà bản mệnh quên đi việc chăm sóc bản thân, thiếu bồi dưỡng, thông thường thể hiện bằng sự dễ nhiễm lạnh, sổ mũi, nhức đầu, vân vân. Một khi mệt mỏi thì anh chị càng khó ăn ngon, ngủ cũng chẳng thể nào yên. Theo đó cần ăn uống điều độ hơn, điều chỉnh một số thói quen hàng ngày như đi ngủ sớm, dậy sớm, ăn ít, chia thành nhiều bữa, ăn nhạt hơn. Có như vậy sức khỏe mới đảm bảo ổn định lâu dài. Anh chị thân mến, anh chị có biết không? Tuổi Dậu ngay từ khi còn bé đã là một đứa trẻ hiếu động, ham chơi, thích học hỏi, tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh. Đến khi lớn lên, cuộc sống đã dạy và rèn luyện cho họ ý chí, sự quyết tâm và lòng can đảm để có thể chinh phục được mục tiêu, thử thách. Những người tuổi Dậu không bao giờ chịu bó buộc mình trong một không gian chật hẹp, nhỏ bé. Họ muốn vươn tới bầu trời xanh cao để có thể thỏa sức vẫy vùng và biến ước mơ của bản thân mình thành hiện thực. Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi Dậu như một ngọn lửa sực cháy, có thể thiêu đốt đi tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa hoa. Nếu như anh chị có ý định khiêu chiến với một anh chàng tuổi Dậu thì hãy suy nghĩ lại. Anh ta sẽ không dễ dàng bị đánh gục trước bất cứ đối thủ nào. Dù chẳng chịu khuất phục trước bất cứ ai, nhưng tuổi Dậu vẫn luôn tỏ ra lễ phép, cư xử đúng mực với bề trên. Về tính cách của người tuổi Dậu rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp. Không phải lúc nào họ cũng giữ thái độ nghiêm túc, chân thành với đối phương. Đôi khi họ cũng nói chuyện bố bã với những người anh chị thân thiết. Đó là đặc điểm tính cách trong con người họ. Tuổi Dậu giải quyết mọi việc đều bằng lý trí,
không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng tới công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận ở trong lòng. Đó là lý do tại sao người tuổi Dậu sống thật ung dung, lạc quan và yêu đời. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Dậu một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất cứ lúc nào. Tương hợp và xung khắc giữa người tuổi Dậu và các tuổi khác. Thứ nhất, tuổi Dậu và tuổi Tý. Có thể nói rằng sự kết hợp của Dậu và Tý là rất hoàn hảo, dù là trên phương diện tình anh em hay tình yêu. Những nét tương đồng về sở thích, tính cách là nền tảng cho hai tuổi này bắt đầu một mối quan hệ đẹp và vững chắc. Nếu kết duyên, tuổi Dậu và tuổi Tý sẽ trở thành một cặp uyên ương trai tài gái sắc, khiến nhiều người ngưỡng mộ và ghen tị. Bản mệnh sẽ tìm mọi cách để chở che và mang tới cho bản mệnh tuổi Tý một cuộc sống sung sướng an nhàn. Ngược lại, tuổi Tý sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc, chia sẻ và giúp đỡ tuổi Dậu trong cuộc sống. Đôi khi, mối quan hệ giữa hai tuổi này cũng xảy ra những mâu thuẫn. Tuy nhiên, họ không bao giờ giận dỗi được quá lâu. Nếu Dậu gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào trong công việc, Tý sẽ luôn là người bên cạnh giúp đỡ. Họ làm việc với nhau rất ăn ý, ít khi xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, sự mạo hiểm của Dậu đôi khi khiến Tý không được hài lòng. Thứ hai, tuổi Dậu và tuổi Sửu. Nhìn thoáng qua, chúng ta sẽ thấy Dậu và Sửu có nhiều nét tính cách trái ngược nhau. Dậu thích giao tiếp, tự tin thể hiện tài năng của mình trước đám đông, còn Trâu lại thích một không gian yên tĩnh, ít người. Tuy nhiên hai tuổi này sẽ dễ dàng tìm được tiếng nói chung khi hợp tác làm ăn. Tuổi Sửu cẩn thận, chắc chắn, còn Dậu quyết đoán và thông minh. Họ bù trừ cho những thiếu sót của nhau và cùng chung tay hướng tới một mục tiêu, một lý tưởng. Dậu và Sửu khi hợp tác làm ăn sẽ đem tới hiệu quả cao và đạt được nhiều thành công. Họ đều là những người sống khá thực tế, vì vậy khi trở thành một đôi uyên ương, Dậu và Sửu ít khi bày tỏ tình cảm một cách lãng mạn, ngọt ngào. Tuy nhiên họ cũng không hề khô khan, nhàm chán. Hai tuổi này yêu một cách chân thành và mãnh liệt. Tiếp đến là tuổi Dậu và tuổi Dần. Ngay từ những lần đầu tiên gặp gỡ, Dậu và Dần đã cảm nhận được sự thu hút, hấp dẫn mạnh mẽ từ đối phương. Trên phương diện tình yêu, đây là sự kết hợp của các cặp đôi khá ăn ý và hòa hợp. Dậu và Dần có nhiều điểm chung trong tính cách và sở thích. Họ có thể quấn quýt với nhau cả ngày không rời. Khi kết hôn, họ sẽ cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình hòa thuận, hạnh phúc, yêu thương lẫn nhau. Nhưng ngược lại, trên phương diện làm ăn, mối quan hệ của hai người này sẽ bị rạn nứt và đổ vỡ. Bởi Dần luôn muốn giành quyền lực, địa vị về tay mình, còn Dậu lại không bao giờ chấp nhận mình là người thứ hai. Họ sẽ xảy ra mâu thuẫn, bất đồng trong quan điểm, không ai chịu nhường ai. Tiếp đến là tuổi Dậu và tuổi Mão. Tuổi Mão và Dậu có sự đối lập hoàn toàn về tính cách, sở thích, nhưng may mắn, sự đối lập này lại là nền tảng để gắn kết mối quan hệ. Họ giúp nhau khắc phục những thiếu sót để hoàn thiện, phát triển bản thân hơn. Dậu sẽ luôn tin tưởng vào sự trung thành và chân thật của người tuổi Mão. Tình cảm khác giới của Dậu và Mão nhanh chóng tiến triển thuận lợi và trở thành một cặp trai tài gái sắc. Tuổi Mão đoan trang, dịu dàng, ân cần, chăm sóc cuộc sống của Dậu. Ngược lại, Dậu luôn giang tay che chở, bảo vệ Mão khỏi những nguy hiểm, khó khăn. Mối quan hệ này càng ngày càng trở nên gắn bó khăng khít. Họ sẽ không thể thiếu nhau trong cuộc đời. Sẽ mang tới hiệu quả cao nếu như Dậu và Mão hợp tác làm ăn với nhau. Họ có nhiều ý kiến sáng tạo, khác biệt nhưng cùng có chung mục tiêu, lý tưởng phấn đấu. Dậu sẽ là trợ thủ giúp Mão xây dựng một sự nghiệp vững chắc và vẻ vang. Tiếp đến là tuổi Dậu và tuổi Tỵ. Nếu biết nhường nhịn, lắng nghe, thấu hiểu, mối quan hệ của Dậu và Tỵ trở nên gắn bó, lâu dài hơn. Cùng xuất hiện trước đám đông, Tỵ luôn ngưỡng mộ sự tự tin, khéo léo trong giao tiếp của Dậu. Họ dễ dàng tìm thấy điểm chung trong tính cách, sở thích của nhau. Tuy nhiên mối quan hệ có phát triển và trở nên thân thiết được hay không, còn dựa vào sự thấu hiểu,
nhường nhịn từ hai bên. Trong tình yêu, Tị luôn là người động lực, giúp cho Sậu vượt qua mọi chuyện khó khăn trong cuộc sống. Họ thường dành cho nhau những khoảng thời gian để hẹn hò, đi du lịch, khám phá những điều mới mẻ, vun đắp tình cảm đôi bên. Thỉnh thoảng mối quan hệ này cũng xảy ra nhiều bất đồng, thế nhưng tình yêu và sự thấu hiểu sẽ giúp họ vượt qua tất cả. Tị sẽ là người mang tới may mắn, thuận lợi cho con đường phát triển của người tuổi Sậu, trở thành đối tác làm ăn. Họ dễ dàng phối hợp ăn ý và đạt được hiệu quả cao. Hơn nữa, mối quan hệ đồng nghiệp này sẽ ngày càng trở nên sâu sắc, gắn bó bởi giữa họ có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Tiếp đến là tuổi Sậu và tuổi Ngọ. Sậu và Ngọ đều là những người có tính cách hướng ngoại, cởi mở, thân thiện và thích giao tiếp. Họ sẽ phá tung không gian yên tĩnh xung quanh bằng những tiếng cười nói vui tươi. Dù trên phương diện nào, mối quan hệ giữa Dậu và Ngọ cũng khá lý tưởng. Tình cảm bạn bè khác giới giữa Dậu và Ngọ rất dễ phát triển thành một tình yêu đích thực, bởi họ luôn muốn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau, gắn bó không thể tách rời. Hai tuổi này có nhiều điểm chung trong tính cách và sở thích. Họ sẽ cùng nhau trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị, và đặc biệt là kề vai, sát cánh với nhau những lúc khó khăn, hoạn nạn. Hai tuổi này cũng có thể hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh. Với đầu óc nhạy bén, tính toán tốt, chính xác của Dậu và con mắt nhìn xa trông rộng của Ngọ, sự kết hợp này sẽ giúp họ không ngừng phát triển, gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Dậu và tuổi Mùi. Nếu Dậu và Mùi nghiêm túc trong chuyện tình yêu, hai tuổi này có thể trở thành một cặp khá ăn ý, hòa hợp với nhau. Tuy nhiên giữa họ có nhiều điểm tính cách trái ngược, mâu thuẫn. Bản mệnh tuổi Mùi thích tự do, độc lập, sẽ không bao giờ chịu nghe theo sự kiểm soát của người tuổi Dậu. Khi kết hôn, Mùi sẽ là người chăm lo cho gia đình, là cánh tay phải đắc lực giúp Dậu vượt qua khó khăn trong công việc. Dậu mạnh mẽ sẽ luôn bảo vệ Mùi trước những khó khăn, nguy hiểm. Họ cùng nhau cố gắng để xây dựng một tương lai tươi đẹp phía trước. Trên phương diện hợp tác làm ăn, tuổi Dậu và tuổi Mùi sẽ hỗ trợ lẫn nhau, đem lại hiệu quả cao. Dậu luôn đưa ra những sáng kiến mới mẻ, độc đáo, còn Mùi sẽ luôn là người biến những ý tưởng ấy thành hiện thực. Tiếp đến là tuổi Dậu và tuổi Thân. Dậu và Thân có khá nhiều điểm chung trong tính cách, sở thích. Tuy nhiên do tính cách quá mạnh mẽ mà hai tuổi này thường có những mâu thuẫn, không ai chịu thua hay nhường nhịn ai. Khi kết hôn, cả hai tuổi này đều thích tự do, có tính cách hướng ngoại. Họ dành nhiều khoảng thời gian riêng cho bạn bè và đồng nghiệp, ít chăm lo cho gia đình. Rất khó để khiến họ làm lành với nhau bởi tuổi Dậu và tuổi Thân đều có cái tôi rất cao. Hai tuổi này sẽ hòa hợp hơn trên phương diện làm ăn. Họ sẽ dễ dàng trở thành những đối tác đáng tin cậy, trung thành, giúp đỡ nhau trong công việc. Cặp đôi này khéo léo trong cách giải quyết những khó khăn, thử thách bởi Dậu và Thân đều ưa mạo hiểm. Những kế hoạch cụ thể và phán đoán chính xác là điểm mạnh mà hai tuổi này cần phát huy. Vậy là xem đến đây, anh chị đã biết được. Lén mua vé số, ai ngờ trúng độc đắc. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, có một cuộc đời nỗ lực làm giàu, trời thương ban lộc. Hãy áp dụng ngay những thông tin cần thiết vào cuộc sống để có được một tương lai tốt hơn. Thưa các anh chị thân mến, qua mỗi video, Mệnh Phát Tài luôn muốn gửi gắm tới anh chị một điều gì đó để giúp anh chị tốt hơn. Anh chị cũng đừng quên tu tâm dưỡng tính và làm theo lời Phật dạy. Về một người có phúc khí là một người luôn giữ cho mình cảnh giới tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Muốn được như vậy, chúng ta cần phải nắm chắc ba chữ tĩnh ở trong tâm. Tĩnh là một loại cảnh giới, được hay mất cũng thong song. Một lão hòa thượng dẫn một tiểu hòa thượng đi vân du hóa xuyên. Một người hào tâm cho họ một lạng bạc. Tiểu hòa thượng vui mừng lắm, cầm lấy nén bạc, yêu thích không rời tay. Khi đi đò qua sông, tiểu hòa thượng lỡ tay làm rơi nén bạc xuống sông. Mất bạc rồi, tiểu hòa thượng đau lòng lắm. Lão hòa thượng hỏi, tại sao con lại đau lòng như vậy? Tiểu hòa thượng nói, con đánh mất bạc rồi. Lão hòa thượng trả lời, nén bạc đó vốn không phải của con mà. Tiểu hòa thượng chợt ngộ ra, vui vẻ cười nói, những thứ không thuộc về mình thì cho dù có được nó trong tay
thì cũng sẽ mất đi. Vật chất cũng vậy, tình cảm cũng vậy, đều như nhau, chỉ có coi nhẹ thì mới hạnh phúc. Đời người vốn là khách qua đường, tất cả những gì có được cũng chỉ là mây khói bay qua trước mắt. Nếu quá coi trọng nó, chú ý tới nó, thì thực tế là đang làm khó cho chính mình. Có được thì ắt có mất, đó chính là cuộc sống chân thực. Không tính toán so đo thì cuộc đời mới rộng mở thoáng đạt hơn. Khi chúng ta tĩnh tâm lại, chúng ta không những lĩnh ngộ được ý nghĩa của kiếp nhân sinh, mà còn nghe được những âm thanh của hoa nở, của tiếng reo vui mừng trong tâm hồn. Đó mới chính là cảnh giới đích thực mà chúng ta truy cầu. Tĩnh là biểu hiện của sự thiện lương, có lợi cho vạn vật mà không tranh giành. Cơn mưa tốt biết thời tiết, đến mùa xuân mới mưa. Theo cơn gió đi vào đêm tối, tưới vạn vật tốt tươi mà vẫn lặng lẽ âm thầm. Những cơn mưa xuân tí tách, rơi trên bụi cỏ, tưới lên khóm hoa, từ đó khiến thế giới thay đổi màu sắc, tươi đẹp hơn. Nhưng mùa xuân không cần bất cứ một sự báo đáp nào. Người ta kiên trì giúp đỡ người khác mà không cầu hư sanh, không cần người ta báo đáp. Tinh thần này là đáng quý nhất. Tất cả những bố thí từ thiện tạo thành thế đều là giả tạo. Một khi bị vạch trần thì đó chính là trò cười cho thiên hạ. Là một người yên tĩnh, giống như trận mưa xuân lặng lẽ, dùng sinh mệnh để tưới vạn vật tốt tươi. Mưa qua đi thì trời nắng, chẳng ai thấy giọt mưa nào, nhưng không khí trở nên tươi mới, trong sạch, con người cũng trở nên trong sạch và sáng suốt hơn. Ví dụ, một người hoàn toàn không quen biết mắc trọng bệnh. Anh chị gửi cho người đó ít tiền, tuy người đó không biết anh chị là ai, nhưng sau đó chuyển lời cảm ơn. Khi anh chị nghe được lời này, anh chị biết là người bệnh đó đã khá hơn rất nhiều. Anh chị sẽ cảm thấy ấm áp, tinh thần anh chị trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn. Yên tĩnh lặng lẽ giúp người, dẫu không được tán thưởng, nhưng nhất định đó là cao quý. Sự cao quý này ở trong khí chất, trong cốt lõi của con người. Hãy chọn lối sống tới giản, tư duy đơn giản và thiện lương, để mỗi sớm mai thức dậy, nhìn ánh bình minh và nghe tiếng chim hót trong lòng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Tĩnh là một loại phúc khí, tâm an là may mắn. Có một chàng trai, bởi vì cha mẹ ly hôn nên mỗi ngày đều cảm thấy rất buồn chán, thường mượn rượu giải sầu. Một ngày nọ, anh ta uống say rồi phát hiện ra trong túi mình không còn xu nào, không thể nào bắt xe về quê nữa. Trong lúc nửa say nửa tỉnh, anh bước vào một đường hầm và đổ gục xuống rồi ngủ liền. Sáng hôm sau, một cô bé gái bước đến nói, chú này thật đáng thương. Nói xong cô bé cho anh 50.000. Anh thanh niên cảm động, nước mắt giàn giụa, chợt nhận ra. Thì ra thế giới này cũng không quá lạnh lẽo vô tình, vẫn còn có những người quan tâm tới mình. Từ đó anh thanh niên này rời xa rượu bia, nỗ lực làm việc kiếm tiền. Sau này anh còn mua được nhà và có một cuộc sống gia đình nhỏ hạnh phúc. Một người nếu trong tâm có phúc khí, ở đâu cũng ngập tràn hạnh phúc. Trong tâm luôn tồn tại những điều tốt đẹp, thế giới xung quanh cũng sẽ là điều tốt đẹp như thế. Tướng do tâm sinh, nhân quả là có thật. Khi tĩnh tâm xuống, dừng lại những bước chân vội vàng, anh chị sẽ phát hiện ra rằng tất cả những điều tốt anh chị từng đã bỏ lỡ sẽ trở về bên cạnh anh chị. Khi chết đi, anh chị không thể tùy ý. Ta nên chọn người chính trực thành tín, có hiểu biết sâu rộng. Như vậy ta mới học hỏi được điều này. Nói chung, không chỉ kết giao bạn bè, mà bất cứ mối quan hệ nào cũng nên cẩn thận. Tính cách tuy xa, vận hạn cũng có thể trở thành tri kỷ. Còn kẻ ở gần, nhưng khẩu Phật tâm xà, thân thiết chỉ rước họa vào thân. Bởi vậy nên nhớ, khi về già, tuyệt đối không giao du với ba loại người này, kẻo rước họa vào thân, hối hận không kịp, nên tránh xa càng sớm càng tốt. Có một khoản tiền gửi tiết kiệm sẽ quyết định cuộc sống có được đảm bảo khi về già hay không. Cuộc sống của một người trong những năm về sau, đặc biệt là giai đoạn về già, tốt hay xấu, đẹp hay không, đều có liên quan trực tiếp tới tài sản và tiền bạc. Ở độ tuổi này, nếu không có khoản tiền tiết kiệm nào, thì phần đời còn lại sẽ vô cùng khó khăn, không phải vậy sao? Càng lớn tuổi, sức khỏe tinh thần của bản mệnh càng đi xuống,
khả năng chịu cày để kiếm tiền không còn hừng hực như ngày xưa nữa. Thậm chí có người tới độ tuổi này đã nghỉ hưu và trông chờ con cháu. Vì vậy, nếu không tự tích lũy kiếm tiền để dưỡng già, thì phải phụ thuộc rất nhiều vào con cháu, cuộc sống không còn tự do, thoải mái. Tiền bạc vốn không phải thứ toàn năng, không phải cứ có tiền là muốn gì cũng được. Nhưng có một thực thể là tiền lại là thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Đặc biệt là với tuổi già. Tuổi già sẽ là thứ quyết định cuộc sống, sống có an nhàn, thoải mái hay không. Khi chúng ta ngày một già đi, cũng chính là lúc con cái của chúng ta đã trưởng thành, sẽ dần rời xa chúng để ta đi xây dựng một cuộc sống riêng. Bạn đời cũng có thể bỏ ta đi trước đó nếu chúng ta không thể tự lo cho mình. Mình thì sẽ trở thành gánh nặng cho con cái, điều này là không nên. Bởi lẽ một khi đã dính sáng tới chuyện tiền bạc thì dễ nảy sinh mâu thuẫn, sứt bè đi tình cảm. Thậm chí có thể không ít người già cô đơn chỉ vì không có tiền nên đã bị các con đẩy ra ngoài đường không thèm chăm sóc. Ngược lại, nếu chúng ta thấy trong tay có một khoản tiền tiết kiệm thì ta có thể dùng thoải mái, đi đâu cũng được, ăn gì cũng thích. Chỉ cần có thể tự mua sắm cho mình những thứ cần thiết, vậy là đủ. Đặc biệt hơn là nếu có bệnh tật hỏi thăm thì cũng có thể tự chi trả cho chính mình. Trên thực tế, mỗi người chỉ cần một công việc làm chăm chỉ nỗ lực thì đến lúc gần đất xa trời, ai cũng sẽ có cho mình một khóa tiền phòng thân. Tuy nhiên, nhiều người lại không có lòng vì con, vì cái, ôm tâm lý để trông cậy con cái lúc về già, nên đã đem tất cả tiền bạc đầu tư cho con cái. Thành thật mà nói, quyết định này rất dại dột. Khi ở độ tuổi này, nếu biết tích lũy tài sản cho mình, thì về sau này anh chị có thể tận hưởng cuộc sống an nhàn không phải lo nghĩ. Đây cũng là giai đoạn mà anh chị chuẩn bị sẵn sàng về điều kiện vật chất và tinh thần của tuổi nhà mình. Nếu khi bước qua tuổi ngũ tuần, anh chị có thể sống mà không cần dựa dẫm vào bất cứ ai, sống cho mình cuộc đời tự do đúng nghĩa. Bởi lẽ, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Vì thế, song song với việc giáo dục các con, thì hai vợ chồng ngay từ khi còn trẻ, có sức lao động nhất định phải dành ra một khoản tích góp để phòng thân lúc về già. Trong tay có tiền, chúng ta sẽ không phải miễn cưỡng làm những điều ngoài ý muốn, cũng không cần phải lo lắng tuổi già lang thang, không có nơi trông cậy, phải sống những ngày tháng cuối đời và ảm đạm quý vị ơi. Vì vậy khi về già, không phải đối mặt với tình trạng khó khăn về vật chất, ngay từ khi còn nhỏ đã có thể lao động kiếm tiền được. Mỗi người cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng, khi cơ thể còn sức lực, chuẩn bị các phương án dự phòng, đảm bảo khả năng chủ động về tài chính để đến tuổi xế chiều không phải quá lo lắng nhiều. Đối với tuổi già thì nó giống như một bến đỗ yên bình sau bao nhiêu năm bon chen vất vả. Ấy vậy mà không ít người lại đang tâm ruồng bỏ để chạy theo những thú vui bên ngoài. Kỳ thực điều này rất dại dột, bởi lẽ hậu quả của việc này chính là hạnh phúc gia đình tan nát, bạn đời hay con cái cũng không thể nào sống yên vui được. Xa hơn nữa thì khi về già, chúng ta sẽ phải sống trong dằn vặt, sống với sự khinh bỉ của con cái và người thân. Kết quả là sẽ chẳng có ai muốn ở bên cạnh hỏi han, quan tâm chăm sóc chúng ta cả. Khi ấy chẳng phải là rất đau khổ hay sao? Bởi vậy, sau khi về già, đã không còn khả năng lao động nhiệt huyết như thời son trẻ được nữa. Có một khoản dự phòng, tiết kiệm, có một gia đình hạnh phúc, hòa thuận, có một sức khỏe tốt, thì nửa đời còn lại anh chị không cần phải lo lắng nhiều, mà hãy sống an nhàn và tận hưởng. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian lắng nghe. Tôi không biết vì lý do gì mà giữa hàng trăm, hàng nghìn video ngoài kia chúng ta lại có thể gặp nhau tại đây. Như đã hữu duyên như vậy thì mệnh phát tài cũng muốn nhắc nhở quý anh chị giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và đừng thức khuya. Mệnh phát tài mong rằng có thể nhận được sự ủng hộ từ phía anh chị bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh miễn phí và nút chuông thông báo ngay bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Anh chị cũng có thể để lại những bình luận góp ý xuống phía bên dưới để chúng tôi có thể cải thiện ngày một hay hơn nữa, chất lượng hơn nữa. Và nếu như có áp lực hay muộn phiền gì thì đừng quên anh chị còn có mệnh phát tài ở bên cạnh. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và luôn giữ vững tinh thần yêu đời và lạc quan.
Còn phần 2 sau đây, anh chị phải thật tĩnh tâm mới hiểu và nhận được tài lộc. Anh chị có biết vì sao không? Hãy lắng nghe nhé! Tiên tri tuổi vàng cực chuẩn, Kỷ Dậu 1969, đúng từ ngày mai đến hồi Thái Lai, bất ngờ nổ lộc giàu to. Thưa quý anh chị tuổi Kỷ Dậu thân mến, trời không bắt cá phải bay, cũng không bắt chim phải bơi lội. Nó giống như không ai bắt học sinh cấp 3 đi thi toán đại học cả. Nên khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cái nguồn nội lực để xử lý vấn đề đã nằm sẵn trong tay 1969 rồi. Chỉ là anh chị gặp bài kiểm tra nhiều hơn so với người thường một chút, bị đời hành lắm hơn so với người khác một tẹo, có thế thôi. Nếu trời không thương, đất không ủng hộ thì tự lấy máu lửa mồ hôi nước mắt ra mà làm chỗ dựa cho chính mình. Người muốn đứng chỗ cao thì vất vả để trèo lên đỉnh là điều dễ hiểu. Chỉ là tôi xin 1969 hãy tiếp tục cố gắng, tiếp tục kiên trì. Anh chị đã cố bao năm, anh chị đã vất vả bao ngày, anh chị đã rất gần đến với đích và điểm bình an thịnh vượng của mệnh số rồi. Cố lên, đúng từ ngày mai, bản mệnh Kỷ Dậu sẽ nhận lại tất cả những gì mà họ đáng được nhận. Những vinh hoa, phú quý, giàu sang bị tiểu nhân thị phi cản đường bấy lâu nay thì cũng đến lúc tụ thành về thân. Mệnh phát tài biết, dù có nói rõ như thế nào đi chăng nữa, thì anh chị Kỷ Dậu cũng vẫn có những nghi ngờ. Chúng tôi hiểu mà, vậy nên anh chị hãy dành một giây để đăng ký kênh và lắng nghe những minh chứng mà mệnh phát tài chỉ ra ngay sau đây. Đại vận của anh chị thực sự đã đến rồi. Thưa anh chị Kỷ Dậu thân mến, nếu 1969 lương lẹo một tí hay thủ đoạn một tẹo, đường đời sẽ rộng mở lắm thay. Biết điều chỉnh cảm xúc, nói lời trái lòng hoặc ích kỷ tham lam vô độ, mỏi mệt sẽ giảm thiểu lắm thay. Cái thú vị của Kỷ Dậu là họ không được làm, họ cứ bộc trực thẳng thắn, vì vậy nên cứ lẫn quẩn ngược xuôi trong cõi nhân gian. Thành bại chưa xét, chỉ là ít nhất cũng được sống thật với bản tâm. Lương lẹo hay mưu mô thủ đoạn, nó không phải là kỹ năng, nó là một sự lựa chọn. Bẩm sinh không có ai có tính lương lẹo cả, nhưng cứ mòn đi phần nào tự trọng thì cái sự lương lẹo lại càng nở rộ hơn. Cái mệnh phát tài viết không phải ca ngợi lương lẹo hay khuyên anh chị hãy lương đi. Cái mệnh phát tài viết chỉ là một lời than thở thở than, cho một cái cười nhạt của bản thân khi ngẫm về lòng người nơi nhân thế. Đây quý anh chị Kỷ Dậu, một chút trải lòng của Kỷ Dậu suốt năm vừa rồi nhìn đâu cũng thấy vất vả bon chen. Dù đã có tuổi rồi mà đời vẫn không buông tha, nhiều khi tự nhắc nhở bản thân phải sống thật tốt những ngày tháng còn lại, nhưng chỉ được một lúc thôi, đêm đến là chẳng thể thoát được cảnh buồn rầu ủ rũ. Nhìn lại ngần ấy năm trôi qua, mình đâu phải kẻ lười biếng xấu xa gì, mình cũng là người chăm chỉ tốt bụng hay giúp đỡ mọi người cơ mà. Tại sao ông trời bất công chẳng để mình toại nguyện thứ gì vậy? Nghĩ đến thôi sống mũi lại cay rồi. An ủi mãi rồi cũng vậy, động riêng mãi rồi cũng nhàm. Chị nhắn với Kỷ Dậu một điều: quãng đường anh chị đã trải đã sinh ra một bản mệnh gây gốc hơn, can trường hơn và bản lĩnh hơn. Những gì anh chị đang có, đã có thể không bằng ai, nhưng cũng là do tự bản thân anh chị nỗ lực mà thành, nên hãy tự hào với nó. Đời của Kỷ Dậu đâu có thể trắng tay, có thể tất cả đều bay, nhưng cũng là tự làm ra được thì lại tự lấy lại mà thôi. Lại cần nhớ, trời không bắt cá phải bay, cũng không bắt chim phải bơi lội, nên thử thách mà trời đặt ra cũng nằm trong cái vòng mà Kỷ Dậu có thể xử lý được, có thể chịu đựng được, chứ không đè chết gãy lưng người đâu. Vậy nên tuy hơi mỏi mệt một tí, nhưng hãy khơi dậy những kiên cường ẩn sâu dưới lớp tâm hồn tĩnh lặng. Điên cuồng lên một tí, mạnh mẽ lên một tèo, nhu hòa với sự ngu si của người đời, chứ đừng tìm cách giải thích thanh minh. Và rồi vận số sẽ đẩy đưa cho vạn sự lặng mưa. Thưa anh chị Kỷ Dậu thân mến, vậy là cũng đã gần hết nửa đầu năm 2024, với một số bản mệnh đã gặp được thời thế thuận, phận hanh thông.
cuộc đời cứ thế phất lên như diều gặp gió. Mệnh phát tài cũng vừa mới cung cấp tới anh chị những thời điểm vàng giúp anh chị cải vận thay mệnh. Tuy nhiên trong năm 2024 này vẫn còn một tháng cực kỳ đen đủi mà ai cũng muốn tránh né tháng đó xa. Và đối với Kỷ Dậu cũng vậy. Bởi thế, việc luận giải biết trước tháng này là một điều vô cùng cấp bách và cần thiết. Ngay sau đây, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu tháng đen đủi nhất 2024. Nó có ảnh hưởng đặc biệt gì với người Kỷ Dậu? Xin được giới thiệu, đó chính là tháng cô hồn, tháng 7 âm lịch. Bước sang tháng cô hồn, cục diện tương xung báo hiệu nhiều trở ngại trong công việc cho người tuổi Dậu. Anh chị có thể sẽ mắc phải sai lầm trong thời điểm này. Tuy nhiên, mắc sai lầm cũng không phải tội lỗi gì quá lớn. Điều quan trọng là anh chị phải biết nhận lỗi về mình, không tìm lý do bao biện, thậm chí là đổ lỗi cho người khác. Bắt người khác phải khắc phục lỗi sai mình gây ra. Đừng biến mình trở thành con giáp khó thành công vì tính cách này. Người làm nhân viên cần phải chú ý hơn khi trao đổi với mọi người, không nên nóng nảy, khăng khăng theo ý mình, dễ gây các mâu thuẫn trong mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè. Anh chị là người có năng lực hành động một mình, tuy nhiên anh chị vẫn cần rèn luyện khả năng làm việc nhóm. Thiên ấn cho thấy những người làm lãnh đạo dù nhận được sự kính trọng của nhân viên nhưng lại thường xuyên tạo cho người ta cảm giác xa cách. Anh chị cần quan tâm hơn đến đời sống, tinh thần của mọi người, đồng thời giao đúng người đúng việc, không nên quá chủ quan độc đoán, gây ức chế cho người khác. Nguyệt lệnh lâm suy cho thấy những công việc vốn đang tiến triển tốt từ trước đó của anh chị cũng có thể gặp trở ngại do vướng vào những việc tranh đấu trong môi trường làm việc. Anh chị cần phải có cách xử lý thích đáng, hợp tình hợp lý để hóa giải tình trạng này. Tuy nhiên, anh chị cũng không cần quá lo lắng vì sự nghiệp của mình có dấu hiệu đi xuống trong tháng 7 này. Sao chiếu giải thần sẽ mang lại cho anh chị nhiều tác động tích cực để cải thiện vận mệnh. Cốt là anh chị phải không ngừng cố gắng, không nghĩ đến việc hại người. Còn nếu cứ mãi nghĩ về những âm mưu gian trá, lừa bịp, âm sát hẳn sẽ khiến anh chị phải gặp thêm nhiều rắc rối hơn nữa. Theo tử vi tháng 7, 2024, tuổi Dậu âm lịch, rất tiếc con giáp này sẽ khó gặp may mắn về tài chính trong tháng mới, bị thương hại cục và kiếp tài ảnh hưởng. Phần trình tài lộc của những chú trâu chưa thể ổn định ngay được, tiền bạc cũng dễ bị thất thu, cần quản lý túi tiền của mình thật chặt, đồng thời đề phòng kẻ xấu lừa đảo. Ở thời điểm này, con giáp này nên tập trung vào làm tốt các công việc hiện tại, không nên ôm đồm quá nhiều việc, kẻo việc gì cũng không đạt kết quả như ý muốn. Phận khí bất ổn nên không thích hợp để đầu tư quy mô lớn và hãy bắt đầu từ những hạng mục nhỏ. Nhờ vậy, có thể hạn chế rủi ro xảy ra. Người kinh doanh buôn bán có thể sẽ bị cạnh tranh rất mạnh trong tháng. Thậm chí có thời điểm hàng hóa ế ẩm kéo doanh thu cả tháng sụt giảm. Đây không phải là thời điểm phù hợp để anh chị tung ra những sản phẩm mới. Thay vào đó, hãy tập trung phát triển và cải tiến chất lượng các sản phẩm hiện có. Điểm sáng nằm ở nguyệt lệnh đế vượng ở thìn. Nhìn theo hướng tích cực thì con giáp này vẫn có thể gặp hung hóa cát, hung khí sẽ giảm dần. Nếu có thiệt hại về tài chính thì chỉ là khoản nhỏ, không phải lo lắng thái quá. Chỉ cần anh chị tính toán cẩn thận và thông minh hơn một chút, đặc biệt là cần có sự nhạy bén khi quan sát biến động của thị trường thì sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế, thu về lợi nhuận xứng đáng. Tuổi Dậu cũng nên học cách chi tiêu tài chính thông minh, khoản gì cần thiết nên tiêu dùng, nếu không quá cấp bách thì có thể trì hoãn để bảo toàn tài khí. Cũng không thể thiếu việc nghĩ cách để tăng thêm thu nhập bằng các công việc ngoài luồng khác. Có như vậy, tình hình tài chính mới thực sự ổn định lâu dài, chấm dứt tình trạng lúc lên lúc xuống vì phụ thuộc quá nhiều vào một nguồn thu nhập. Nhưng may mắn là nguyệt lệnh lâm trường sinh nên sẽ giúp con giáp tuổi Dậu dù là người nóng nảy đến mấy cũng trở nên ôn hòa hơn. Anh chị không chỉ là con giáp giỏi ăn nói mà còn thể hiện được sự tài hoa trong các tình huống khó khăn. Và vì là người thông minh và rất hiểu chuyện nên anh chị không chỉ giảm thiểu rủi ro tiền bạc
mà còn tạo ra nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh mình. Hiện có quá nhiều điều xảy ra cùng một lúc nên muốn làm được tốt một nhiệm vụ nào đó thì anh chị phải chấp nhận việc đánh đổi thời gian của mình. Đó là lý do chuyện tình cảm đang bị anh chị để sang một bên trước nỗi lo thiết thực liên quan tới công việc. Anh chị có biết mình là con giáp nữ kiên cường không, chấp nhận mẫu đàn ông yếu đuối? Thực tế là anh chị không nên dành quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm vì không hề có lợi cho anh chị. Người độc thân dễ bị lừa dối, hoặc dù mới quen nhưng hai người cảm thấy có gì đó khá lạnh nhạt, không giống là tình yêu. Trong khi đó, những người đã kết hôn thời gian này thường xuyên tình trạng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, nhiều mối lo đã đẩy hai người ra xa, hoặc có vấn đề liên quan tới con cái, hai người không thống nhất xử lý nên dễ có những bất đồng. Với những gì đang diễn ra, sẽ có thể có người lớn tuổi lo lắng và đưa ra lời khuyên cho anh chị. Hãy im lặng lắng nghe để biết mình đúng hay sai ở đâu để rút kinh nghiệm anh chị nhé. Góp ý của bất cứ ai đều được xem là đáng quý, đáng trân trọng vì họ sẽ chỉ ra cho anh chị con đường đi phù hợp nhất. Theo dõi tử vi tháng 7, 2024, tuổi Dậu âm lịch, sức khỏe của bản mệnh có vẻ tốt hơn, dễ đạt được cân nặng như anh chị mong muốn. Ngoài ra, anh chị tránh việc thức khuya khiến cơ thể mệt mỏi vào sáng hôm sau. Giấc ngủ và nghỉ ngơi là cách tốt nhất để phục hồi sức khỏe. Hãy đảm bảo anh chị được ngủ đủ giấc trong ngày, thường xuyên giải lao và có khoảng nghỉ để tăng cường sức khỏe và tăng cường khả năng tập trung. Hơn nữa, thời điểm tháng 7 âm lịch này, lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt là gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận. Hãy quan tâm hơn tới những vị trí này của cơ thể. Thưa anh chị Kỷ Dậu thân mến, có lẽ về tử vi thì Kỷ Dậu nghe nhiều rồi, nhưng chưa kê nào lại đi bốc phốt chính cuộc đời của anh chị. Sau đây mới chính là phần giá trị nhất video này. Anh chị nào nghe tới đây thì xin chúc mừng anh chị đó. Phần quà sắp tới sẽ rất giá trị. Anh chị hãy dành một giây đăng ký kênh để có thể cập nhật được video hay nhất về tuổi Kỷ Dậu nhé. Sau đây sẽ có hai phần dành riêng cho quý anh chị nam bạn và nữ bạn. Nếu chưa đến phần của mình, anh chị hãy kiên trì một chút, hoặc anh chị cũng có thể tua luôn đến phần của mình nhé. Bây giờ hãy đăng ký kênh và cùng lắng nghe đến phần quan trọng nhất thôi nào. Đầu tiên là nam bạn. Đại trạch đất lớn ở thì say mê, thình tuất sổ dậu chẳng chê, tỵ ngọ sáu tháng đặng bề an thân, thu đông hưu tụ vân vân, hai mùa làm đặng công thần cùng lo. Số này lúc nhỏ lao đao, hậu vận sung sướng, phong lưu thanh nhàn, tánh người ngay thẳng chẳng gian, lại thêm có số tu hành thọ thân, tha phương lập nghiệp mới nên, cửa nhà an ổn gia môn thuận hòa. Số này hưởng lộc tuổi già, cũng như áo gấm lại càng thêm hoa. Cuộc sống tuổi Kỷ Dậu, cuộc đời được sung sướng về thể xác và tiền bạc được dồi dào. Tuổi nhỏ cũng có nhiều lao đao lận đận, từ trung vận trở đi mới được thành công và sống an nhàn, tài lộc được tốt đẹp, công danh sự nghiệp ở vào mức độ trung bình. Nếu làm hiền, ăn ở phước đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ giảm kỷ. Tình duyên, theo qua lý số thì tuổi Kỷ Dậu về vấn đề tình duyên sẽ diễn tiến trong suốt cuộc đời như sau. Nếu anh chị sanh vào những tháng này thì trong cuộc đời anh chị có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là anh chị sanh vào những tháng 4, 8, 9 và 12 âm lịch. Nếu anh chị sanh vào những tháng này thì cuộc đời anh chị có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là anh chị sanh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Và nếu anh chị sinh vào những tháng này thì cuộc đời anh chị chỉ một lần lập gia đình và trọn đời một vợ một chồng sống hạnh phúc, đó là anh chị sinh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch. Gia đạo công danh, phần gia đạo được yên hòa, công danh tuổi nhỏ lên cao nhưng sau đó lại bị lu mờ và sống an thân cho đến lúc tuổi về chiều.
sự nghiệp thành công và vững chắc vào số tuổi 40 trở đi, tiền bạc được dư dả và sống cuộc đời sung túc cho đến hết cuộc đời. Tuổi hợp cho làm ăn. Sau đây là những tuổi hợp với tuổi Kỷ Dậu trong sự làm ăn, đó là những tuổi Tân Hợi, Kỷ Dậu, Giáp Dần, Kỷ Dậu. Lựa chọn vợ chồng. Việc vợ chồng nên chọn những tuổi này thì làm ăn được tốt, đó là những tuổi Tân Hợi, Kỷ Dậu, Giáp Dần, Kỷ Dậu. Anh chị kết duyên với những tuổi này thì đời anh chị chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là anh chị kết hôn với các tuổi Bính Thìn, Kỷ Dậu, đó là anh chị kết duyên với những tuổi Quý Sửu, Kỷ Mùi, Kỷ Dậu. Những tuổi này rất khắc kỷ và không hợp với tuổi anh chị về cả hai phương diện tài lộc cũng như tình duyên. Những tuổi Đại Kỷ, tuổi Kỷ Dậu gặp tuổi Kỷ trong sự làm ăn thì nên tránh hay không nên giao thiệp về tiền bạc. Gặp tuổi Kỷ về tình duyên thì nên âm thầm ăn ở với nhau, không nên làm lễ thành hôn hay ra mắt thân tộc một cách linh đình. Gặp tuổi Kỷ trong vấn đề con cái thì phải cúng sao giải hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn của từng năm thì sẽ được giải hạn. Anh chị nhớ đừng nên bỏ qua, có thể có hại. Những năm khó khăn nhất, tuổi Kỷ Dậu có những năm khó khăn nhất trong cuộc đời là những năm ở vào số tuổi 23, 26, 28, 36 và 42 tuổi. Những năm này, làm ăn có thể bị thất bại và gặp phải nhiều sự khó khăn trong cuộc sống. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Tuổi Kỷ Dậu có những ngày giờ xuất hành hợp nhất mang lại được nhiều tốt đẹp trong cuộc sống. Đó là những ngày chẵn, tháng chẵn và giờ chẵn. Xuất hành vào ngày giờ và tháng kể trên sẽ không bao giờ gặp sự thất bại và có nhiều kết quả về đường tài lộc, công danh, sự nghiệp lẫn tiền tài. Diễn tiến từng năm, từ 20 đến 25 tuổi, 20 tuổi đầy triển vọng của tình duyên và yêu thương, tài lộc yếu kém, 21 và 22 tuổi, năm này có nhiều tốt đẹp về tài lộc và công danh, 23 và 24 tuổi có thể thành công về công danh và tình duyên trong khoảng thời gian này. Tuổi 23 không nên đi xa vào tháng 4, tháng 6 và tháng 8. 25 tuổi năm trung bình, từ 26 đến 30 tuổi nên cẩn thận về tình duyên và có nhiều rối rắm, số có nhiều lo buồn vào khoảng thời gian này. 26 tuổi năm bình thường, 27 tuổi không mấy tốt, 28 và 29 năm có nhiều triển vọng về tài lộc, cuộc sống. Năm 30 tuổi tạm yên tĩnh, năm này lo buồn nhiều hơn hết. Từ 31 đến 35 tuổi, năm này không mấy tốt đẹp, số có nhiều lo nghĩ, cuộc sống có nhiều lao đao, đó là năm 31 và 32 tuổi. Năm 33 và 34 tuổi đầy triển vọng tốt đẹp về việc làm ăn. 35 tuổi hay đẹp và nhiều tốt đẹp, cuộc sống được đầy đủ và có cơ hội kết quả về tài lộc. Từ 36 đến 40 tuổi, 36 tuổi yên tĩnh, 37 tuổi đau nặng hay gặp đại nạn trong gia đình thân tộc. 38 và 39, hai năm này nên phát triển làm ăn hay hùng hạp làm ăn rất tốt. 40 tuổi tốt về phát triển công danh và sự nghiệp. Từ 41 đến 45 tuổi, 41 tuổi có nhiều hay, việc làm ăn bị ngưng trệ đôi chút, việc công danh và sự nghiệp có phần suy yếu. 42 và 43 tuổi, năm này kỵ đi xa, làm ăn lớn sẽ bị thất bại. 44 và 45 tuổi nên giao dịch về tiền bạc có lợi to. Từ 46 đến 52 tuổi, tuổi 46 và 47, hai năm này bổn mạng không được vững nên cẩn thận tiền bạc cũng như việc làm ăn. 48 và 49, hai năm này thu hoạch được tiền bạc và có triển vọng về cuộc đời. 50 và 51 tuổi khá tốt, có phần phát triển về tài lộc công danh, cuộc sống khá đầy đủ. 52 tuổi, coi chừng có tai nạn, toàn năm không thắng lợi về tài lộc, kỵ đi xa, vào tháng 9, tháng 11 hao tài. Từ 53 đến 55 tuổi, 53 tuổi khá hay đẹp và con cháu có phần hưởng lộc. 54 tuổi, kỵ vào tháng 9 và tháng 11 âm lịch, coi chừng bệnh hoạn hay hao tài tốn của. 55 tuổi, tình trạng gia cảnh và tài lộc vẫn ở mức độ bình thường.
từ 56 đến 60 tuổi, năm này không có trở ngại về việc làm ăn mà chỉ có đề phòng việc đau bệnh. Tiếp theo đến với bản mệnh nữ mạng, cây lựu kề đá mộc tàn, đông xanh xuân đặng, thuận mùa số cô, hạ thu xanh gái lỗi thời, dù giàu có của số nàng phải lo, đàn bà ít có lắm thay, xa vai gánh vác, đảm đang cho chồng. Nhưng mà có ở được đâu, duyên đầu chẳng thuận, duyên sau mới hòa. Kỷ Dậu vô số đàn bà, tánh tình cứng cỏi chẳng chịu lụy ai. Lỗi xanh lao khổ tư bề, nhà cửa dời đổi xa quê họ hàng. Tuổi già số thọ trời ban, vinh hoa phú quý một đời ấm no. Cuộc sống, cuộc đời của tuổi Kỷ Dậu có nhiều lo buồn cho số phận, nhất là về vấn đề hạnh phúc, con cái trong gia đình. Số vào tiền vận và trung vận không gặp nhiều may mắn lắm, hậu vận hơi đỡ lo và mới có thể tạo lấy được sự nghiệp và cuộc đời. Tóm lại, cuộc đời tuổi Kỷ Dậu có nhiều sự đau buồn trong cuộc sống vào tiền vận và trung vận, hậu vận mới yên vui sống với gia đình và hạnh phúc. Tình duyên, về vấn đề tình duyên, tuổi Kỷ Dậu chia ra làm 3 trường hợp như sau. Nếu anh chị sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời anh chị sẽ có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc trong cuộc đời. Đó là nếu anh chị sanh vào những tháng 3, 7 và 12 âm lịch. Nếu sanh vào những tháng này, cuộc đời sẽ có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Đó là nếu anh chị sanh vào những tháng 4, 5, 8 và 11 âm lịch. Và nếu anh chị sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời anh chị sẽ hưởng được hạnh phúc trọn vẹn. Đó là nếu anh chị sinh vào những tháng 1, 2, 6, 9 và 10 âm lịch. Trên đây là những diễn tiến trong vấn đề tình duyên và hạnh phúc của anh chị, căn cứ vào tháng sanh mà quyết định cuộc đời đối với vấn đề này. Gia đạo công danh, phần công danh không được sáng tỏ, nếu có cũng chỉ ở vào mức độ bình thường. Gia đạo có nhiều tốt đẹp, hưởng được hạnh phúc của gia đình và tình yêu thương của gia tộc con cái. Sự nghiệp có nhiều trắc trở vào trung vận, có suy sụp về làm ăn và sự tạo lấy sự nghiệp, nhưng vào khoảng 45 tuổi trở đi thì mới vững vàng, tiền bạc có phần dễ chịu và đầy đủ cũng vào khoảng tuổi 45 trở đi. Tuổi hợp cho làm ăn. Sau đây là những tuổi hợp cho sự làm ăn của anh chị, nên làm ăn hay giao dịch tiền bạc với những tuổi này sẽ được khá tốt đẹp. Đó là nếu hợp tác hay cộng tác với các tuổi Quý Hợi, Giáp Tý, hợp tác hay giao dịch về tiền bạc với những tuổi trên thì sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp như ý muốn. Lựa chọn vợ chồng. Việc lựa chọn vợ chồng hay trong việc kết hôn, anh chị nên chọn những tuổi sau đây. Cuộc đời anh chị sẽ được sống hoàn toàn hạnh phúc và tạo được một cuộc sống giàu sang như ý muốn. Đó là năm anh chị kết hôn với các tuổi Kỷ Dậu đông tuổi, Quý Hợi, Giáp Tý, Đinh Mão. Những tuổi này rất hợp với tuổi anh chị về đường tình duyên lẫn tài lộc, nên dễ có cơ hội tạo nên sự nghiệp và sự sung sướng trong cuộc đời. Nếu kết hôn với những tuổi này, anh chị sẽ chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. Đó là nếu anh chị kết hôn với các tuổi Bính Dần, Giáp Dần. Những tuổi này không hợp với tuổi anh chị về đường tài lộc mà chỉ hợp về đường tình duyên, nên sẽ chỉ tạo một cuộc sống trung bình mà thôi. Nếu anh chị kết hôn với những tuổi này, cuộc sống của anh chị sẽ khó thành công trên cuộc đời và có khi sẽ luôn bị nghèo khó triền miên. Đó là nếu anh chị kết hôn với các tuổi Kỷ Dậu, Mậu Thìn. Những tuổi trên chẳng những không hợp với tuổi anh chị về đường tình duyên và cả vấn đề tài lộc, nên sẽ phải sống một cuộc sống bần hàn và nghèo khổ trong suốt cuộc đời. Những năm này, anh chị không nên kết hôn, vì kết hôn, anh chị sẽ gặp phải sự xa vắng triền miên. Đó là những năm mà anh chị ở vào số tuổi 16, 18, 22, 30, 34 và 40 tuổi. Nếu anh chị sanh vào tháng này, cuộc đời anh chị sẽ có nhiều lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Đó là nếu anh chị sanh vào những tháng 4, 5, 7 và 12 âm lịch. Những tuổi đại kỵ, nếu kết hôn hay tính việc làm ăn với những tuổi này, anh chị sẽ bị tuyệt mạng hay biệt ly vào giữa cuộc đời.
đó là anh chị kết hôn hay làm ăn với các tuổi Ất Sửu, Canh Ngọ, Đinh Sửu, Kỷ Mùi và Mậu Ngọ. Gặp tuổi Đại Kỵ trong việc hôn nhân, không nên làm lễ thành hôn hay ra mắt gia đình thân tộc. Trong việc làm ăn thì không nên giao dịch về tiền bạc. Trong gia đình thì nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn. Những năm khó khăn nhất, tuổi Kỷ Dậu có những năm khó khăn nhất, đó là những năm anh chị ở vào số tuổi 12, 28, 34 và 40 tuổi. Những năm này nên đề phòng tai nạn. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Kỷ Dậu xuất hành vào những ngày chẵn, tháng lẻ và giờ lẻ, thì hợp, việc làm ăn sẽ gặp được nhiều may mắn và tốt đẹp, không sợ có sự thất bại. Diễn tiến từng năm, từ 18 đến 22 tuổi, anh chị sẽ được gặp một mối tình đầu tuyệt đẹp vào năm 18 tuổi, nhưng hợp rất mau rồi tan lại rất mau. Năm 19 tuổi, anh chị đã phải sống trong màu đen của cuộc đời về vấn đề tình cảm. Năm 20 tuổi, anh chị sẽ có thành công về vấn đề công danh hoặc lục vấn. Năm 21 tuổi, anh chị dự tính lập gia đình với một người mà anh chị không hề yêu thương nhưng rồi vẫn không thành. Số anh chị quả có lận đận nhiều về vấn đề tình cảm, vì năm 22 tuổi, anh chị sẽ nối lại duyên xưa với người yêu đầu tiên của đời anh chị. Mối tình đầu tưởng đâu sẽ trọn vẹn, nhưng rồi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại bị đổ vỡ trong sự đau thương một cách hết sức bất ngờ. Từ 23 đến 25 tuổi, năm 23 tuổi, anh chị nên quyết định đi xa một chuyến, vì trong chuyến đi xa này, anh chị sẽ gặp được nhiều may mắn bất ngờ, nhất là trong vấn đề tình cảm. Anh chị sẽ gặp một tình yêu lớn ngoài cả sự tưởng tượng của anh chị, và mối tình này sẽ đến với anh chị một cách hết sức trọn vẹn. Cuối năm 23 tuổi, anh chị có thể lập gia đình, và nếu có thì năm 24 và 25 tuổi là những năm anh chị sống trong sự sung sướng của cuộc đời, hạnh phúc tuyệt đỉnh. Ngoài ra trong những năm này, anh chị sẽ có được nhiều tài lợi bất ngờ và thành công dễ dàng trên mọi phương diện khác. Từ 26 đến 30 tuổi, thời gian này sẽ gặp được nhiều may mắn và phải cũng sẽ gặp nhiều xui xẻo. Việc làm ăn thường bị ngăn cách, có thành công và cũng có thất bại. Những năm này là những năm thử thách trong cuộc đời anh chị. Từ 31 đến 35 tuổi, thời gian này có nhiều cơ hội thuận tiện trong việc giao dịch về tiền bạc cũng như về cuộc sống, có thể tạo nên cuộc sống đầy đủ và sung túc trong khoảng thời gian này. Tiền bạc có phô nhiều nhưng vào ra bất thường, làm cho cuộc sống không định được ngày mai. Từ 36 đến 40 tuổi, thời gian này có cơ hội thuận tiện trong nghề nghiệp cũng như về cuộc sống của anh chị, bỏ lỡ nhiều dịp tốt để xây dựng tiền tài và sự nghiệp. Nếu anh chị kiên nhẫn và sáng suốt trong thời gian này thì tạo được nhiều kết quả về tài lộc cũng như phát triển mạnh mẽ về công danh và sự nghiệp của anh chị. Từ 41 đến 45 tuổi, thời gian này là thời gian hoàn thành sự nghiệp trong cuộc đời. Những năm này, tiền bạc được dồi dào, gia đình và hạnh phúc có phần sung túc và có nhiều kết quả tốt đẹp về cuộc sống cũng như về cuộc đời. Anh chị nên cẩn thận về tiền bạc cũng như về cuộc sống, coi chừng hao tài một cách không chính đáng. Từ 46 đến 50 tuổi, thời gian này, tình trạng của cuộc sống chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi. Cuộc sống và việc làm ăn không lên cao và cũng không xuống thấp, nên cẩn thận về phần bổn mạng là tốt. Từ năm 51 đến 55 tuổi, thời gian này, cẩn thận về tiền bạc, cuộc sống có phần nghiêng ngửa, nên lo toan mọi công việc, làm ăn nên dè dặt và không nên làm việc nhiều, có hại cho bản thân, có việc mừng về con cái trong gia đạo. Tốt hơn nên lo cho việc gia đình con cái. Từ 56 đến 60 tuổi, thời gian này, cuộc sống thầm lặng và không có vấn đề sôi động cho lắm, nên cẩn thận và sáng suốt, tìm thấy sự an vui trong gia đình hạnh phúc là tốt hơn cả. Tài lộc bình thường, việc làm ăn không có kết quả tốt về tài lộc cũng như về cuộc sống. Vậy là xem đến đây, anh chị đã biết được tiên tri tuổi vàng cực chuẩn Kỷ Dậu 1969 đúng từ ngày mai đến hồi Thái Lai bất ngờ nổ lộc giàu to. Hãy áp dụng ngay những thông tin cần thiết vào cuộc sống để có được một tương lai tốt hơn.
Thưa các anh chị thân mến, qua mỗi video, Mệnh Phát Tài luôn muốn gửi gắm đến quý anh chị một điều gì đó để giúp anh chị tốt hơn. Anh chị cũng đừng quên tu tâm dưỡng tính và hãy lắng nghe lời Phật dạy về. Cuộc đời không chỉ có khổ đau. Trong suy nghĩ của chúng ta, Đức Phật hay nói về khổ đau vì trong tứ diệu đế, đế đầu tiên Đức Phật nói đến là khổ đế, tiếp theo là tập đế và hai đế cuối cùng, 3-4 là giải pháp Đức Phật dạy tu để chấm dứt sự khổ đau của kiếp nhân sinh. Liệu có phải cuộc đời chỉ có khổ đau nên Đức Phật hay nhắc về nó và giúp chúng ta đi tìm cách để diệt nó? Có chuyện vui, mọi người lan truyền trên mạng như nhau về cách Đức Phật đối đáp cũng mở ra cho ta một góc nhìn mới về sự khổ. Phật ơi, sao người không cho con có được một nhan sắc thật đẹp để vạn người mê? Mỗi khi xuất hiện là được nhiều người yêu mến và quay vanh. Ta đã cho con sức khỏe, chẳng phải con là đứa dễ ăn dễ ngủ và trong cơ thể không mắc các bệnh nan y đó sao? Phật ơi, sao không cho con một bộ đồ hàng hiệu thật đẹp và sang trọng? Ta đã cho con sự ấm áp, không phải chịu đựng những lạnh lẽo và giá rét vì không có vải để che thân. Phật ơi, sao Ngài không cho con có người yêu, người định bắt con phải ế như vậy suốt đời hay sao? Ta đã cho con có được sự tự do và không bị ràng buộc. Con muốn đi chơi với ai, ở đâu, đi ta bà thế giới bao lâu cũng đều được. Phật ơi, sao Ngài không cho con cơ hội thăng tiến trong công việc để con có thể kiếm ra thật nhiều tiền đem về cho gia đình của con? Ta muốn con có nhiều thời gian ở bên gia đình và chăm sóc những người con yêu thương vì ta biết người thân của con đang cần con ở bên cạnh nhiều hơn là đống tiền trơ lạnh mà con vừa mới đem về. Có nhiều tiền mà không có thời gian sống, con chỉ là một cỗ máy. Phật ơi, sao Ngài để con vụt mất dự án 1 triệu đô? Ta vừa cứu con thoát khỏi cảnh tù tội. Phật ơi, tại sao? Bài học không rõ thật hư câu chuyện trên, nhưng có thể thấy người trên đã đòi hỏi khá nhiều mà quên đi những gì mình có. Vì thế, họ vốn hạnh phúc mà không biết khi mà trong tâm tư chỉ chú ý tới cái khổ, cái mình đang thiếu, cái nhìn tiêu cực chính là tác nhân khiến ta quên mất rằng mình đang may mắn như thế nào. Đức Phật dạy rằng, có khổ đau mới hiểu giá trị của hạnh phúc. Cuộc sống là vậy, bên cạnh những ngày mưa là ngày nắng và chỉ đi qua những ngày mưa ta mới yêu thêm những ngày nắng. Cuộc sống có rất nhiều khổ đau, nhưng cuộc sống cũng tràn đầy những màu nhiệm, như hoa luôn rực rỡ sắc màu, những viên đá lấp lánh sau nhiều năm bị chôn vùi, những tình yêu hóa giải hận thù. Thế mới thấy, trong mắt người tích cực, cuộc sống không chỉ có khổ đau, do đó chúng ta phải biết tiếp xúc với những điều tuyệt vời của sự sống. Bất cứ lúc nào, những màu nhiệm ấy cũng có mặt ở khắp nơi trong ta và xung quanh ta. Thông tin luận giải đã thấu, lời tiên tri đã tỏ, vậy nên điều bản mệnh cần làm cũng sẽ dần hiện ra. Vững tâm anh chị nhé, Mệnh Phát Tài chúc anh chị luôn bình an.